Em không thích con chơi răng khểnh. Răng hô được không? Răng hô. Sao tôi nói trúng vậy? Mời bạn trai bước ra sân khấu. Xin chào Quyền Linh. Ê, xin chào. Good afternoon, xin chào các bạn khán giả buổi chiều thật vui vẻ. Trời, rồi vô luôn, rồi vô luôn. Khoan khoan, em đợi một chút, bây giờ kêu bạn nữ em ra đã, nha. Dạ, em tên là Trương Quân Bảo. Rồi, chờ chút xíu nha Bảo. Yes. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Dạ, em tên là Thu Yến, năm nay em 26 tuổi à. Thu Yến, 26 tuổi. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25. Bạn làm nghề gì? Nhỏ hơn ta 1 tuổi mà la dữ quá. Dạ, công việc em hiện tại là em học là kỹ sư điện. Bước vào công ty thứ nhất thì em đi làm đấu nước. Và sau đó là em chỉ là công việc cuối cùng em đó là chốt lại là nhân viên văn phòng. Ủa, bà có bị điện giật lần nào chưa? Có bị rồi đúng không? Dạ, mấy lần là giật hoài quen à. Thôi để cho bên đây bình tĩnh đi, đừng có làm bên đây người ta rồi. Quá thích nha. Quá thích à giờ. Công việc của em là gì? Dạ, nhân viên văn phòng ạ. Công ty của em là chuyên sản xuất giày. Wow, mang giày đẹp quá. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là có nụ cười tươi. Quá tươi. Em là người vui vẻ. Vui thiệt không? Vui thiệt anh. Còn gì nữa? Dạ, ưu điểm của em là em hiền là nhưng mà em bùng nổ. Giống chú bom vậy chị. Bình thường đừng có đụng thì thôi, đụng vô là nó bùm bùm vậy nè. Trời ơi, rồi vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm. Em thì em không biết chạy xe nè. Không biết cái gì? Chạy xe, tức là xe, tất cả các loại xe liên quan đến xe. Vậy chứ em đi làm đi bằng gì? Lồn. Dạ em đi được. Bộ. Dạ. Rồi gì nữa, khuyết điểm gì nữa? Nấu ăn được, nhưng mà ăn hơi bị khó khăn. Khó khăn là sao bạn? Tức là chị biết bình thường mình nấu bị khét á. Mình phải bóc mấy cái chỗ khét đen ghe đó mình mới ăn được. Không ổn. Sao em? Ổn không Bảo? Dạ em thấy không ổn mà chị cắt tường thôi. Vậy thôi cho về nha. Em mà thấy thích rồi đó. Ủa? Không ổn mà thích. Không ổn mà thích sao? Tại em thích cái ưu điểm rồi đó. Đi bộ. Nói giờ bạn yêu mấy người rồi? Dạ tính yêu nhiều lắm nhưng mà anh mà chưa thương ai hết trơn. Ủa sao vậy? Thì là đa số đụng vô là qua có chủ không? Là hỏi em có người yêu chưa? Dạ em có chủ là anh ơi thấy đeo nhẫn cho bá lên. Rồi xong. Thôi thôi. Rồi bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Em không thích con trai răng khểnh. Răng hô được không? Răng hô được. Sao tôi nói trúng vậy? Răng hô được không? Hôn không có đủ. Sao không được? Nó bị cứng hàm răng. Mắng nói gì đâu cứng hàm răng. Ôi vậy giờ không khi mà hôn tháo hàm răng là cất bạn chịu không? Không còn răng nữa sao mà ăn đồ chị? Thì ăn gắn răng vô còn hôn tháo răng ra. Như là răng dẻ. Khỏi đụng răng. Răng hô bạn cũng không chịu, không có răng bạn cũng không chịu, rồi muốn sao? Rồi thôi răng dẻ cũng được. Đó giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? Xạo. Đó, người ta trả lời ta nói xạo luôn rồi kìa. Anh cũng xạo. Rồi vậy là chưa có nắm tay, chưa có hôn hít gì hết. Dạ. Lý do tại sao mình chưa có được mối tình nào? Tại sao mình ế? Dạ tại vì em là thuộc tính người bự con. Với lại trong công ty em thường là đa số là nữ nhiều hơn nam. Bạn không nghĩ là do mình không biết nhiều thứ quá cho nên là mình không có được bạn trai không? Dạ, đồng nghiệp của em thì nói là em có kinh nghiệm hết rồi nhưng mà chỉ còn thiếu thực hành thôi. Đúng rồi. Mình và phụ nữ phải biết nấu ăn, phải biết bếp núc, đúng không? Cái đó học dễ mà, nếu mà mình quyết tâm. Bây giờ nếu mà gặp cô gái kia hợp ý thì bạn có tiến tới xa hơn nữa không? Dạ, em hốt luôn anh. Hốt cái gì? Con gái người ta hốt cái gì? Dạ, ý đó là được em đưa nàng về Vinh luôn á. Nhà bằng lòng đi em, anh về quê với má lên liền. Ngày mai đám cưới được dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi sau tụng xe, còn cô dâu chú rể ngồi sau về. Ê, nè, bằng lòng đi em. Ngày sau, tháng sau, năm sau mình cưới nhau liền. Đổ mồi hột lên rồi đó. Bạn ngồi đó nha, bình tĩnh nha. Tôi làm chương trình bạn muốn hẹn hò lâu lắm rồi, ca này đầu tiên tôi gặp phải đó. Dạ. Trời, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Bạn đang đi tìm một cái mẫu lý tưởng như thế nào? Dạ, em cần một người con trai cao hơn em 1m75. Ừ, cao cái gì vậy? Đúng rồi. Tại vì em cao mà. Rồi thấp hơn được không? Thấp hơn cỡ 1m7 là hết ga thôi. À dạ. Thấp 1m6 làm được mà em. Dạ không. Sao anh? Em có đủ tiêu chuẩn không anh? Đủ. Vậy em cảm ơn Quyền Linh. Hai. Ồ chị dễ thương quá à. Cái cưng gì đâu á.
lanh quá à. Giờ điện dư trong người nhiều lắm dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dư rồi chị. Chạy vòng trong người vậy phải không? Bạn có thấy ưu điểm của bạn là gì không? Thích chiều chuộng bạn gái. Thế thì bạn gái muốn đi đâu em dẫn đi đó. Chỉ cần người đó đi với em là em có thể là xét duyệt cái đề đó. Đó không? Có tiền không? Dạ tiền không có nhưng mà tình em có. Tiền không có lấy gì xét duyệt? Tao muốn đi shopping lấy gì xét duyệt? Shopping thì suy nghĩ lại. Tao quay qua hầm răng coi hô hay là gì không? Dạ bình thường chị, đẹp không chị? Răng giả răng thiệt? Dạ răng thiệt. Đúng rồi, răng giả đâu có sâu vậy. Em có cái hình dung ra cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào? Có, giống như mấy diễn viên Hàn Quốc vậy chị. Phải cao, phải đẹp trai, phải ga lăng, phải lãng mạn. Chị thấy cái anh bên đó đi về rồi, chết quốc rồi đó. Đó, đội lãng mạn là em có chị Cát Tường ơi. Thấy em lãng nhách á, em ngồi yên đi. Bạn gái mình hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, đồng nghiệp của em à. Đồng nghiệp của em đâu? Dạ, bên dưới à. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Bạn làm chung với nhau được bao lâu rồi? Dạ, làm chung được hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi ha. Bạn thấy anh trai bên kia hợp với bạn gái của mình không? Em thấy ảnh có khiếu hài hước. Còn cái hợp hay không là do quyết định của chị Yến. Bản thân thân em thấy được không? Cũng hơi bất thường. Thôi thôi, ta nói bất thường mà không cười vô ai. Hôm nay bạn có ai đi theo bạn không? Tôi hỏi. Dạ có, anh trai. Rồi hỏi anh trai. Anh trai bạn đâu? Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Chào anh. Em tên là Minh Tú. Thấy cô bên kia sao xinh không Tú? Bảo ơi, anh thấy cô bên đây rất là dễ thương. Mà em hãy bình tĩnh, đừng có quá khích. Hết sức bình tĩnh, đừng manh động đúng không anh? Bây giờ tôi hỏi thật nghiêm túc nè. Đã đến lúc mình nghiêm túc để tìm người bạn đời chưa? Dạ có anh. Hôm nay em đăng ký chương trình này chứ em muốn lấy vợ lập gia đình trước rồi em ăn cơ lập nghiệp. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Bạn có thấy là cái tính tình của mình có nhiều khuyết điểm không? Dạ có. Lúc mà có sự hào hứng quá nên em không kiềm chế được bạn. Đúng rồi, phải kiềm chế lại. Đôi khi gặp cái chuyện quá khích, bạn khích quá là coi như đi hết á. Ở cơ quan bạn có ai góp ý bạn gì không? Dạ không, đã làm việc thì đa số em rất là nghiêm túc. Đó, nghiêm túc thế này được nè. Khi mình gặp người con gái nào đó, mình có giỡn thì cũng dịch tới thôi, vừa vừa thôi. Tại vì em muốn cái người con gái bên đó có thể là suy nghĩ khác về em trước khi gặp em. À vậy à? Thường thường là những người con gái ta hay nhìn bề ngoài hơn. Bây giờ nhìn người ngoài hay giọng nói là hay là bất kỳ quan điểm gì đó bên ngoài của người con trai. Nhưng mà em sẽ làm đánh hướng, đánh lạc hướng vấn đề đó. Xong rồi em mới vô vấn đề. Bạn đánh cái kiểu này tôi thấy lạc luôn chứ. Nãy giờ ảnh xuống rồi đó. Em thấy gì được cái gì? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Nãy giờ tôi biết là bạn thấy hơi quản trong người đúng không? Dạ. Bây giờ thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Bình tĩnh nha. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em thích là không đẹp quá. Chỉ đẹp như chị Cát Tường được. Cảm ơn bạn. Good morning. Bắt đầu. Chào em. Chào anh. Em dễ thương quá. Dạ cảm ơn anh. Nhà em ở đâu? Dạ em ở quận 1 anh. Em quận 1. Dạ. Anh cũng gần đây, anh Đồng Nai. Dạ. Nhà em là em mở, em là con mấy? Dạ em là con út à. Con út. Dạ. Wow, rất hợp với anh rất thích người con út. Anh cho em hỏi là anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 73. Đúng đối tượng em cần tìm không? Dạ cũng ok. Dạ. Khoan, anh đi đâu vậy? Nói đúng đối tượng mới tặng, còn không đúng là đem về. Em ơi Đô Thành, ở đây anh sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê anh sống vui hơn. Về quê mình cưới nhau luôn, về quê mình sắm xe hơi. Về quê anh sắm nhà lầu cho em ok. Thôi rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khi nào cho đứng lên mới đứng lên nha. Em có thích được tặng hoa lại. Tặng bông thì em thích, nhưng mà còn cái vụ về quê đám cưới là em không thích. Sao vậy? Dạ thì em muốn là đám cưới ở trong gia đình, mời gia đình họ hàng thân quen để ăn cái bữa tiệc nhỏ thôi, xong rồi hai đứa đi du lịch luôn. Anh rất thích điều đó. Em cần một người phải tin tưởng em. Chắc em lăng nhăng lắm hay sao mà rằng mới tin tưởng em? Bình tĩnh. Cái gì kỳ vậy? Không phải. Anh cứ nói tiếp đi. Tức là trong tình yêu thì mình phải tin tưởng lẫn nhau, mình mới có thể mình tạo được một mối quan hệ bền chặt được. Chứ em không có thích người hay ghen. Anh có hay ghen không? Anh không có ghen nhưng mà anh quá ghen. Nhưng mà anh hứa anh sẽ điều tiết được vấn đề đó. Người ta chưa có yêu lần nào đó. Đối với anh, mẫu người của anh cần thích nhất là cần phải chung tình. Em chung tình, chắc chắn, tại vì em chưa yêu lần nào. Anh rất thích những mọi người nha. Lấy vợ xong có giao tiền cho vợ giữ không? Dạ có. Vậy là anh đưa tiền là anh không quan tâm cái gì luôn. Anh cứ cho vợ xài thoải mái gì đó hỉ. Tuy nhiên là nếu mà xem nếu vợ không ăn xài quá thì giao tiền cho vợ giữ. Còn nếu mà vợ ăn xài quá thì thắc phải suy nghĩ lại. Thấy bạn trai cười có dễ thương không? Dạ có dễ thương. Nãy em nói thích nụ cười đó. Bây giờ em thấy nụ cười này ổn không? Dạ ổn. Rồi. Hết giờ. Hết thời gian.
chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút chọn. Có 3 tiếng đếm. Đếm luôn đi. 1. Một rỡ. Anh thấy còn rung hơn á. 2 chín chín. 3. Một kết quả bất ngờ vô cùng tặng. Nắm tay nhau cái đi. Đó, nắm tay nhau cái coi chạy. Gì vậy? Giật rồi hả? Giật cái gì? Đứng xa xa thì cũng lây qua tôi à. Rồi em thấy sao? Em sao? Tại sao em đồng ý chọn bạn đó? Dạ, tại vì em thấy ảnh cũng vui tính, cũng hài hước. Với lại bình thường ảnh không có điên lên thì ảnh cũng ok đó. Là cũng tốt tính. Thấy ảnh ổn không? Dạ. Ổn không? Dạ, còn chút này tặng cho bạn cái. Nữa, tặng nữa. Tặng cái gì vậy? Trái tim. Anh môi tim ra ấy. Đúng rồi. Đừng có quá khích nữa nha. Trời, cái hồi hộp quá. Do chính tay em làm. Ông làm thấy ghê đúng không? Lấy tim ra đau chị. Ờ, đau lắm. Con tặng vé xem phim. Coi phim đừng đi đâu nha. Coi phim nhớ ngồi yên tại chỗ nha ông. Đừng có làm cả rạp người ta bật đèn sáng lên nha. Rồi, chúc mừng hai bạn đã tìm gặp được nhau.